Vâng, Hoàng Gia Audio xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Clip lần này thì Hoàng Gia vừa về thêm được một chiếc âm ni của Sansui. Model của nó là 5000X và phiên bản kích tên lửa, bao dính kích tên lửa các bác nhá. Đấy, bao dính các bác nhìn này. Bao chính là nút nguồn các bác nhá. Nhiều người sẽ hỏi là bao là cái gì? Dính là cái gì đây? Dính là nó dính như này, gọi là bao dính á. Nhấn nút nguồn mà nó dính vào thì gọi là dính. Nhưng cái này nó chỉ là một đúng một phần thôi, nhưng mà cũng có nhiều con bao nhả nó chế cái nút này thành bao dính. Vậy thì tí nó nhận biết như thế nào thì Hoàng Gia cũng chia sẻ cho bác luôn nha, để các bác tránh trường hợp mua phải cái bản bao nhả. Bao nhả là cái bản rẻ hơn, rẻ tiền hơn so với bản bao dính rất là nhiều. Vâng nhá. Ví dụ như bản bao dính này là đẹp xuất sắc khoảng 28 triệu thì cái bản bao nhả nó chỉ khoảng hơn 20 triệu thôi. Đấy các bác nhá, các bác lưu ý tránh để mua nhầm. Chủ đề chính ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác một con âm ni đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết các bác nhá. Sansui 5000X. Tất cả đúng nút các bác có thể nhìn này, nó sáng như thế này. Mặt mũ là không có vết xước luôn các bác nhá. Đấy, đẹp không tì vết. Nội thất thì đây, các bác có thể nhìn này, nội thất 7 màu luôn. Đấy, sạch sẽ chưa? Tất cả sàn máy là gần như không có bị hạt bụi. Đấy, phiên bản ba các bác để ý rằng này, đây là hai tụ lọc nguồn này, đây hai tụ xuất âm này, đây là xuất âm tụ và kích tên lửa các bác nhá. Đấy, bao dính kích tên lửa. Kích tên lửa có nghĩa là cái con kích ba chân này nó có cái chuôi hình cái đuôi tên lửa, gọi là kích tên lửa. Đấy. Anh em gọi là kích tên lửa là như thế. Đấy, mỗi một vỉ kích sẽ có một con kích tên lửa, đuôi tên lửa ở đây. Đấy, gọi là kích tên lửa các bác nhá. Con 5000A nó cũng có các bác nhá. Đời 5000A nó cũng có cái kích tên lửa này các bác nhá. Đấy, nếu mà tháo là ruột nội thất thì con 5000A với con 5000X này nó cũng gần như là giống nhau. Đấy, gần như giống nhau. Đấy, đây là phần hông này, chassis các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, đây là chuyển đa cấu điện các bác nhá. Con này đa cấu điện mà. Khối nguồn này. Đây, cái bao dính là cái khối nguồn này, nó nằm ở bên ngoài. Đấy, các bác nhá, nằm bên ngoài. Còn nó khối nếu mà cái chuyển cầu này mà nó nằm ở giữa này thì nó là bao nhảy các bác nhá, nó là bao nhảy đấy. Các bác lưu ý cho anh em nhá, nó là bao nhảy. Đấy, chỉ riêng cái này chị không làm giả được này, bởi vì chị không thể làm được cái này chuyển sang bên trong được. Những cái nút bật tắt nguồn là sẽ có thể chuyển được. Đây phần hông. Tất cả tụ này là tụ sứ Anna các nhá, tụ Anna hết. Đây là phần sau. Các bác có thể nhìn những cái dây cái đây, cái chân rắc cắm hoa sen này. Đấy, nó sáng rực rỡ luôn các nhá. Gần như là nó chưa cắm rút mấy. Nên là nó sẽ không bị xước và nó sẽ không bị oxy hóa. Đấy đây, các bác có thể nhìn đây. 5000X này. Đó, 320W này. Điện áp đa cấu điện này, đánh cầu loa A, B, C. Đấy, đây là các cầu chữ U này. Các bác có thể nhìn nó cũng sáng luôn. Đấy, cả những cái rắc đấu anten này nó cũng sáng luôn các bác nhá. Đấy. Cái bản này thì nó là đối tác của những cái dòng loa 99A, đấy, 88A, 77A và nhiều dòng loa Mỹ khác, để JB, JBX hoặc là những cái dòng loa khó ghép một chút mà cần công suất thì con này đánh rất là ngon. Đấy, thì trên mặt này thì cháu sẽ có là cái nút speaker là chọn cầu loa, thì chúng ta sẽ có cầu A, B, C, A cộng B, A cộng C. Đây là loud filter, high filter, lọc tần số bass, tức là lọc bass và lọc tép giảm đi. Chỉnh bass tép này, ba lăng này, volume này, tiếp 1, tiếp 2 này. Ở đây là chế độ AUX này, FM này, AM này, hai cổng follow 1, follow 2 này. Đấy, đây là dò sóng đài này. Đấy. Các bạn nhìn kim sáng đầy đủ nhá, kim đèn có này, giải đèn FM đầy đủ này, kim của hai đồng hồ vu cho tần số FM AM là đủ cả nhá. Đấy, mặt bụi sáng đẹp luôn, không có vết xước nào luôn, rất đẹp. Vỏ đây là vỏ zin nguyên bản này, vỏ zin nguyên bản nhá. Có cả ở đây có cả cái túi đựng sách vở này. À đây có cả, đây có cả đây catalog này. Đấy, nguyên bản luôn các nhá. Đấy, catalog sách vở đầy đủ này, 5000X. Đấy, đằng sau này các bác nhé. Đây, đây là thông số kỹ thuật này. Đây nha, thông số các bác nhỉ, em đọc cho các bác nhìn nhá. Music Power 200W với tải là 4 ohm. Còn với 8 ohm, loa 8 ohm, tải 8 ohm đấy ạ, là tương đương với 160W. Đấy. Còn đấy là cái công suất của nó các bác nhá. Còn 320W thì bản chất nó là chính là cái này các bác này, 160W trên một kênh ấy, thì nhân đôi nên nó tương đương với cả 320W. Đấy. Loa thì trở kháng từ 4 đến 16 ohm các bác nhá.
4 đến 16 ohm. Đó. Đây là cái thông số của nó đấy, Hoàng Gia có đọc được trên cái cổng catalog. Trọng lượng này, weight là trọng lượng là 15,1 kg. Chiều ngang là 46,2. Chiều sâu là 33,5 và chiều cao là 16,2 cm. Đó. Đây là những cái thông số của trên cái cuốn catalog này Hoàng Gia có đọc được. Đấy, đây là cái tờ của nó các bác nhá. Đấy, vỏ viết của nó này. Ốc ác là nguyên xịn luôn. Đấy, ốc đáy này. Ốc đáy này. Ốc hông này. Đó, ốc hông này. Đó nhá. Vỏ nguyên bản nhá, không có spa tu ta. Nguyên bản luôn. Vâng nhá. Mặt mũi máy đẹp luôn. Vâng, đối tác của 99A. Với những bác nào là chơi 99A, 88A, 77A thì 5000X là một đối tác khó có thể bỏ qua các bác nhá. Đấy. Máy đẹp xuất sắc, zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Máy gần như không có hạt bụi các bác nhá. 28 triệu đồng. Cho em âm ly Sansui 5000X bản bao dính kích tên lửa bản 320W đa cầu điện các bác nhá. Đẹp nguyên bản xuất sắc tuyệt đối luôn. Đấy, sắt xi 7 màu luôn. 28 triệu đồng, giá không bao gồm tiền ship các bác nha. Các bác chuyển khoản hết, Hoàng Gia bao ship tận nơi cho các bác luôn. Bao zin, bao đẹp tuyệt đối các bác nha. Vâng, cuối cùng Hoàng Gia xin cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.